Chào mọi người, hôm nay tôi rất là vui. Một ca bệnh nặng tôi đã điều trị thành công, hôm nay là tương đối là ổn. Tôi đã từng đăng video về bệnh nhân này. Tôi tóm tắt qua một chút, bệnh nhân hôm đến với tôi là bị viêm màng não, sau đấy nó gây ra liệt dây cái số 7 ngoài biên. Khi đến thì toàn bộ hệ thống cơ mặt sưng phù hết lên, nặng lắm. Tóm lại là nhìn chán lắm, tôi không biết là có chữa được không. Anh đến từ Hải Phòng, tôi điều trị tương đối là đẹp trai rồi. Hôm nay là ngày 28 tháng 1 2018, chuẩn bị đến Tết âm lịch rồi, có mặt đẹp để ăn Tết rồi. Tôi sẽ giới thiệu qua một huyệt, cái là huyệt Dương Bạch. Huyệt này nó có tác dụng là điều chỉnh hệ thống cơ chán, bắp máy được. Nhưng mà nhược điểm của nó thì ở đây không có mạch máu quá, rất là ít. Thì khi cấy chỉ là rất lâu tàn. Một số anh em cùng nghề hoặc học viên của tôi phải hiểu một điều rằng nó là điều bình thường. Thì dần dần nó sẽ tan thôi. Khi thấy trường hợp như vậy không có gì phải lo lắng cả. Cấy chỉ ngắn thôi, dưới 1 cm là ok. Hít sâu, thở ra. Ok. Bệnh nhân đã xong, chúng ta sẽ giao lưu với bệnh nhân một chút trước khi về Hải Phòng. Tiếp tục. Như vậy tôi đã cách chỉ xong, thì chúng ta giao lưu với bệnh nhân một chút. Đây là vệ sĩ của bệnh nhân. Tình hình là đi tận Hải Phòng nghi lắm, cho nên là người yêu mới cho cả vệ sĩ nhí đi theo bảo vệ. Chứ không có đi lang thang ở đâu không? Thì sợ là cái chị xong thì sai. Thì hôm nay là cái chị là tương đối ok, để anh có nhận xét gì không? Này là rất là mừng đấy. Vâng, thì hôm nay cũng rất là vui và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Ngọc đã chữa trị cho tôi sau khi mà tôi bị liệt dây số 7. Tôi đã chữa trị hơn 1 tháng ở dưới Hải Phòng nhưng mà không thấy có tác dụng. Và qua người quen giới thiệu thì tôi được biết bác sĩ Ngọc, thì tôi đã đến nhà bác sĩ chữa trị. Tôi cảm thấy rất là vui. Thì bây giờ là bệnh của tôi nó gần như là nó cũng ổn định rồi. Và tôi cũng muốn gửi lời đến tất cả mọi người mà có bệnh giống như tôi và những bệnh khác, thì tôi muốn mọi người là nên tìm đến bác sĩ Ngọc để chữa trị. Bởi vì qua thời gian chữa trị thì tôi thấy bác sĩ Ngọc là một bác sĩ trẻ, có năng lực, có tâm huyết và đặc biệt là bác sĩ rất có tâm và rất chịu khó học hỏi, nghiên cứu để cố gắng chữa trị cho mọi người mắc bệnh. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bác sĩ và đội ngũ chữa trị ở phòng khám Lương Y Lê Ngọc. Và tôi xin chân thành cảm ơn. Thì năm mới thì mình sẽ đến, tôi xin chúc anh gia đình mạnh khỏe, vạn sự như ý. Thế nhá, chào hai anh em nhá. Ngoan lắm. Bác ngồi xem như này. Cô nào